Hello, giờ chuẩn bị lên xe nha. Let's go, Mũi Né, đi né Sài Gòn thôi. Né Sài Gòn. Trời, chết chưa. Hay né đâu vậy hai. Chị mình đi đến với thành phố Phan Thiết này chị nhé, và mình vừa mới qua cái cầu Trần Hưng Đạo, là một trong những cái cầu cũng như là trục đường chính đi vào. Rồi bây giờ là anh chị mình đi chơi cũng có lực, đi làm mình cũng phải có lực anh chị nhé. Anh chị nào mình đi trải 5 phút. Đây gia đình em đã tới Sunny Beach Resort nha. Đi một đường chặng đường dài quá là mệt mỏi. Đây, đây là nước xả rừng. Đấy. Hai phòng. Căn này có hai phòng. Đây. Cái bồn. Hello. Em tưởng nào không có toilet, à nhà cũng có toilet. Ở bên đây có sắp cái giường nhỏ luôn nè. Vậy hai nằm đó. Vậy hả, tương lai á hai. Nguyện kỹ. Wow, rộng dễ tèo luôn. Wow. Có quầy bar nè, có trái cây, yeah, có cái sân thượng này nha, rộng nha. Cái sân ở này đi chung, này xài chung. Xài chung với mấy bên đây. Đó, mấy căn này luôn nè. Hai căn. Đây, view từ nhìn ra biển nha, nhìn xuống hồ bơi nè, đó. Rồi bên đây rộng, bên đây của mình nè. Quá trời rộng. Wow, đẹp quá. Quá trời bự luôn. Ở trên đây nó cũng còn trống quá trời luôn á ha. Này, hôm nay em quay view toàn cảnh villa resort ở Sunny nha. Sunny Beach. Đây. Đây là hồ bơi nha. Sunny Beach. Sunny Beach Resort. Đây, đây là khuôn viên. Rất là thiên nhiên hữu tình luôn. Quá trời là cây xanh luôn nè, thấy không? Ở đây không khí rất là thoáng mát. Nhiều cây xanh. Đi dạo cả ngày không hết luôn á trời. Hôm nay trồng cây xanh quá trời. Mấy cái này là mấy cái bungalow. Quá trời lớn luôn. Đó. Ở trên kia xanh xanh là chỗ mình ở đó. Mình ở tầng cao nhất. À, công viên nè. Đây. Đó. Hướng nào cũng có ra biển hết trơn. Có mấy chỗ mà ta trang trí ra xe đạp này nọ đó, cho chụp hình đó nha. Sunny Beach. Đây, Kế bên đây một cái nữa là hồ bơi. Đây, hồ bơi. Quay hết khuôn viên cho mọi người coi. Quá trời đẹp. Đó nè, quá trời bự. Đây, đây là hướng đường đi ra biển nha. Thôi các em lấy trong. Ê vậy đưa lại em đưa vô trong nha, em đi vô tắm hồ bơi. 10 phút 300 em. Mới đua hả? Mới đua hả? Go lên, go lên, go lên. Chỉ hả? Thành đột à. Ôi thành con quá tay con phải quá trời mà đúng không? Tay nó không già rồi. Không thua đúng không em? Thua xíu, thua rồi đánh. Thua rồi. Thua xíu à. Em còn bắn mẹ, em bắn luôn. Đang mấy giờ đang? Chắc năm mấy rồi. Em cảm ơn tất cả mọi người đã xem hết clip của em. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ.